Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Lạy Chúa, làm sao chúng ta có thể nói được rằng là Chúa ơi, ý muốn của Chúa là tốt lành, khi ở thành phố chúng con có hàng trăm người đã qua đời mỗi ngày, khi chúng con thấy rằng thành phố của chúng con có từ 3.000 và gần 4.000 người nhiễm trong mỗi ngày. Chúng con biết rằng Đức Chúa Trời còn đau xót hơn khi chúng con nhìn thấy anh em của mình, những người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, họ ra đi mà có nhiều người chưa biết Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa có cho các đầy tớ của Chúa nhiễm, và các đầy tớ của Chúa ở trong nơi cách ly cũng đã giảng những bài giảng của tình yêu, của tin lành, như đặc biệt đầy tớ của Chúa Nguyễn Văn Khế đã tiếp tục giúp đỡ cho cộng đồng nhiễm lây nhiễm của mình ở nơi đó để bày tỏ về tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ là thế nào. Con tin chắc rằng Chúa có chương trình tốt lành cho mỗi một người khi họ đụng chạm, để họ được gần gũi với Chúa hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trên bước đường hầu việc Chúa của mình. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa vì hôm nay chúng con cầu nguyện cho đất nước của chúng con, cũng như cho thế giới này, không phải chỉ đất nước Việt Nam của chúng con, mà niềm ao ước của tất cả mọi cái đất nhân này, gần đại dịch sẽ qua đi, không biết bao giờ, những đó là tùy ý muốn tốt lành của Chúa. Xin giúp đỡ chúng con, xin ban ơn cho chúng con, và xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con như lời của Ngài đã phán với chúng con rằng, trong mọi sự khó khăn Ngài cũng mở đường cho chúng con ra khỏi. Đặc biệt con cầu nguyện cho các lãnh đạo đất nước của chúng con, những người cầm trịch, Chúa ơi, cái công cuộc chống đại dịch này, Chúa ban cho họ có sự khôn ngoan, muốn ban cho họ có sự thông minh, Chúa ban cho họ có lòng yêu dân tộc này, để cho họ có thể làm tốt, bởi vì sự khôn ngoan đến từ trời, sự ban ơn đến từ trời, có thể giúp đỡ cho các những người lãnh đạo này, họ nhận biết, họ lãnh đạo đất nước của chúng con, họ hiểu biết được để có thể giúp đỡ cho con dân của Ngài, đem đến sự an bình, đem đến sự yêu thương, đem đến sự giúp đỡ cho, cứu giúp cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Con cũng cầu nguyện này, xin Chúa ban ơn, chúc phước cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Ngài biết rằng Ngài nói thịnh nộ khi dân tộc này thờ cúng hình tượng. Ngài biết rằng Ngài nói về thịnh nộ khi dân tộc này, Chúa ơi, đầy dẫy những tội lỗi. Trên con này xin Chúa Ngài gia ơn, Ngài chậm giận và đầy ơn của Ngài, để anh em chúng con, Chúa ơi, có thể hiểu biết được tin lành qua hội thánh của Chúa, sử dụng hội thánh của Chúa để danh vinh hiển của Ngài được bày tỏ ra qua hội thánh của Chúa, như là muối của đất, như là ánh sáng của thế gian này. Một lần nữa con cầu nguyện để xin Chúa Ngài ban ơn, để rồi cho đại dịch này qua đi, và chúng con sẽ nhìn thấy được cơn mưa phấn hưng, những gì mà chúng con đã gieo ở trong nước mắt sẽ gặt lấy hay một cách vui mừng. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con tin ngày đó và con ao ước rằng ngày đó sớm sớm đến. Xin cơn mưa phước lành của Ngài hãy tuôn đổ từ trời xuống, và mau mau, Chúa ơi, xin hãy mau mau cứu giúp chúng con. Con cảm ơn Cha, chúng con chúc tụng danh Ngài, và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.